Xin chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về module LED TM1638. Ở đây mình có hai module, một loại là L8K8 và một loại là L8K16. Thì loại L8K8 thì mình có thể điều khiển được 8 key và 8 led đơn này, 8 led 7 thanh. L8K16 thì có 16 phím bấm và 8 led 7 thanh. Thì hai module này đều sử dụng IC driver là TM1638 này. IC đây. Thì để điều khiển cái module này, các bạn chỉ cần sử dụng 3 chân, đó là DIO và clock STP. Thì chân DIO này là chân vào ra của data, còn chân clock là chân vào sung, sung clock vào, và chân STP là chân chọn chip, chọn chế độ hoạt động của chip. Rồi thì với cái hai cái module này, các bạn có thể tiết kiệm tối đa được cái chân của chân để điều khiển các cái led và phím bấm. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem hai cái module này. Thì ở đây mình có chuẩn bị hai cái mạch test, một loại là L8K16 và L8K8 này. Thì các bạn chú ý là module này sử dụng nguồn 5V. Ok. Mình sẽ test cái module LED loại L8K16 trước. Trong nguồn 12V. Rồi. Thì ở đây mình đã điều khiển cho nó là khi nhấn phím thì nó sẽ hiển thị ở trên led 7 thanh này. Số 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành test cái loại L8K8. Thì ở đây có 8 led đơn này, 8 led 7 thanh và 8 key. Các bạn có thể tùy biến theo cái ứng dụng của bạn. Module này cũng sử dụng 5V. Khi mình nhấn nút này, chuyển các cái chế độ. Ở đây mình đã lập trình cho nó chuyển các cái chế độ đếm này, đếm mã này. Đó. Thì các bạn có thể điều khiển độc lập phím bấm này, led 7 thanh này và led đơn. Thì các bạn có thể tùy biến theo cái ứng dụng của các bạn. Ok. Với việc chỉ sử dụng có 3 chân vi điều khiển mà các bạn có thể điều khiển được led đơn này, led 7 thanh và phím bấm. Rất là tiện lợi. Thì video giới thiệu về cái module LED TM1638, loại L8K8 và loại L8K16 đến đây, của nhóm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.